Rồi, xin chào tất cả bữa đen. Rồi, chào mừng bữa đen tiếp tục quay trở lại với bonsai tự thi. Rồi, giới thiệu với anh em một cây sam trái nha. Cây sam trái thành phẩm. Cây dáng hình thú cực kỳ đẹp luôn quý anh em. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Tí bonsai tự thi sẽ đo phong số cho quý anh em xem. Một cây hình thú dáng tỳ hưu. Cây này là dòng khai thác nha quý anh em. Một cây sam núi dòng khai thác. Cây này có bộ chân rất là đẹp luôn. Những cây sam núi thời điểm bây giờ thì lại khó là giao lưu, nhưng mà những cây này thì những cây mà chúng ta thành phẩm, những cây thuộc chúng ta chơi lâu dài thì rất là giá trị nha. Dòng khai thác cây chúng ta chơi có độ già của cây, một cây thành phẩm không còn một sợi kém luôn. Quý anh em tham khảo. Rồi, cây này có cái hoành đế. Tổng hoành đế là 60. Tổng hoành đế 60. Rồi, mọi xanh thay đo cái hoành. Cái hoành là thân lớn nhất của nó nha. Là kích thước là 14 nha mọi người. 14. Rồi, cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 35. Và phủ tán. Phủ tán là 50. 52. Chậu này là chậu chữ nhật, kích thước là 40, ngang là 32 và chiều cao chậu là 15. Một cây sâm trái dòng khai thác. Rồi, bọn em xem gần hơn. Bọn em xem cái bộ đế của cây này. Hình thú rất là đẹp luôn, cây thành phẩm luôn. Cây thành phẩm luôn. Cây này là cây sâm trái nha, sâm trái. Hiện tại thì có một vài chùm trái thôi. Cái này dần lá cũng già rồi. Cái này nếu gia lưu của anh em xuyên về là người ta lật bỏ lá đi thì nó sẽ ra được non, nó sẽ cho trái. Nó có một vài chùm lác đác này. Đây. Cái sam trái nha. Dòng sam trái thì người ta chơi được cái độ già của cây. Ta chơi được độ già của cây, cái này một cái thành phẩm. Nó ra là cái đợt trái này. Cái này xương này của em. Quý anh em xem xương nè. Quý anh em xem bộ xương nữa nha. Cây rất nuôi rất lâu năm. Cây này tầm có trên dưới 10 năm nha quý anh em. Ra được cái dòng xương như thế này nha. Dòng sinh tái thì nó khá là lâu lớn rồi. Bộ xương này, quý anh em xem thấy bộ xương không? Cây một cây thành phẩm, cây không còn một sợi kiểu luôn. Một cây thành phẩm nha. Xương của này. Những cái cốt nó to này. Cây khá là ok luôn, khá đẹp. Rồi, bọn em xem thêm tổng quan cây một lần nữa. Cây này thì bên sàn thị chào giá giao lưu của anh em. Giá là 9.500k bao ship. 9.500k bao ship cho cây này. Những cây này thì cái thời gian và độ tuổi nó khá lâu rồi. 9.500k bao ship cả cây cả chậu, ship tận gốc hay ship tận nhà. Anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo xem thì luôn những cái màn hình này khá đẹp luôn. Rồi 9.500k bao ship. Đây, tiếp tục giao lưu với anh em những cái dòng cây khai thác. Vẫn là một cái dòng cây quen thuộc. Trước mắt của anh em là một cây hải châu, một cây hải châu dáng trực. Một cây hải châu dáng trực của anh em. Cây rất là duyên cây nha. Cây tương đối chuẩn về cái dáng trực và cây có bộ đế cũng rất là đẹp. Tí bọn sàn thi sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem cái phần đế cây. Rồi, cây này bọn sàn thi đo thông số, cây này có hoành. Hoành tại vị trí này là 30-35 của này. Hoành 35 nha. Rồi, chiều cao mặt chậu xuống tới mặt chậu lên tới đỉnh là khoảng 40. Và phủ tán. Phủ tán là khoảng 45 của này, 45 nha. Chậu này là chậu Trung Quốc, chậu Nhật, kích thước là 40. Và chiều cao chậu là 13.
cây hải châu dáng trực, một dòng lá nhỏ rất đẹp, cây đang khá là mạnh mẽ nha. Cây phát triển đâm những cái chùm non cuối cùng, tầm khoảng hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu vào mùa hoa trái của hải châu nè. Rồi đưa camera gần hơn cho anh em xem thêm cái phần đế cây. Cây có một cái bộ đế rất là mạnh mẽ nha, đế rất là ok luôn, đẹp. Hoành nó là bộ này hoành rất là lực, rất là lực cái cây. Đế đẹp 24 giờ, chỉ cần thì tương đối ổn. Một dòng lá nhỏ đẹp, cây đang quá trình phát triển những cái tược non. Đấy, cuối cùng của này. Một cái cây trực đẹp bên sai một người bơi tương đối nặng tay. Mình em xem thêm cái phần phần đế này. Đế nhìn rất là lực, lực đế nha. Cái này là lũa nha mấy em, lũa rừng, lũa thép nha. Cái này là lũa nha, lũa rừng nguyên thủy từ lúc khai thác. Cái lũa đó thể hiện được cái sự già của một cái cây. Cây cũng khá là ok của anh em, cây trực khá ok nha. Cây nhìn thực tế có bộ đế rất lực nha anh em. Rồi anh em học ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Mình sẽ thi luôn đến số điện thoại cũng là số Zalo, mình sẽ thi luôn đến trong màn hình. Một cái cây hải châu dáng trực khá là đẹp, hàng tầm trung một người bên nặng tay.